4 tuần, thử thách từ một người mới trở thành chuyên gia chống đẩy. Bắt đầu với xoay cánh tay. Động tác này sẽ giúp vai sẵn sàng nâng trọng lượng cơ thể của bạn lên. Đứng thẳng, chân rộng bằng hông, nâng cánh tay lên sang hai bên. Đánh tay theo một đường tròn nhỏ trong 10 giây thật kiểm soát. Giờ hãy đánh tay theo một đường tròn to hơn một chút 10 giây nữa. Và kết thúc bằng 10 giây đánh tay theo một đường tròn to hơn. Hãy lặp lại động tác này nhưng đánh tay ngược lại. Bạn cũng có thể thực hiện bài khởi động này từng tay một. Tiếp theo là một bài tập giúp giãn cơ khác. Ép ngực với khăn. Đừng bỏ qua động tác này vì nó rất cần thiết cho quá trình chuẩn bị chống đẩy. Dùng khăn tắm, thắt lưng hoặc quần áo thun đều được. Giữ khăn sau lưng và nâng lên. Nhún vai lên cho đến khi bạn cảm thấy được sức căng phía trước ngực. Giữ nguyên tư thế này trong 30 giây. Thả lỏng cơ thể rồi lặp lại vài lần. Nhưng đừng làm quá sức nhé, vì an toàn là trên hết mà. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho bài chống đẩy trên tường. Chống đẩy là một trong những bài tập dùng trọng lượng cơ thể hiệu quả nhất trong quá trình tập luyện. Nhưng trước tiên bạn cần phải rèn luyện thể lực trước rồi mới bắt đầu được đấy. Đứng cách tường một khoảng cách bằng chiều dài cẳng tay. Lòng bàn tay úp lên tường, bắt đầu đẩy. Đừng đặt tay quá cao vì như vậy khiến bài tập này kém hiệu quả. Giữa các lần đẩy, hai tay của bạn nên nằm sát ngực. Không cúi đầu và nhớ nhìn vào tường khi thực hiện bài tập này. Sau khi thực hiện 15 lần chống đẩy liên tục trên tường, hãy lùi chân ra sau. Việc này sẽ tăng thêm độ khó và giúp bạn có thêm thể lực. Tiếp theo là chống đẩy trên tường kiểu kim cương. Được rồi, hãy giảm bớt áp lực cho ngực và để cơ tam đầu tham gia nhiều hơn. Động tác này tăng độ khó lên một bậc. Đặt hai tay gần nhau lên bức tường trước mặt bạn, gập khuỷu tay và dựa người sát vào tường. Trán của bạn phải chạm vào hình kim cương được tạo ra giữa hai bàn tay trước khi bạn đẩy ra. Nhưng đừng chạm mặt vào tường nhé. Ui da! Nhớ giữ gồng phần cơ của bạn lên nhé. Người bạn không nên quá thả lỏng. Một lần nữa, bạn có thể bắt đầu bằng khoảng cách một cẳng tay và tiếp tục lùi ra sau để tăng thể lực. Nếu bạn muốn tăng thêm thử thách, cứ làm đi. Hãy nâng gót và kiển chân lên. Như vậy, cơ bắp của bạn cũng sẽ được tập luyện. Sau khi bạn có thể làm động tác này hơn 20 lần liên tiếp, tôi sẽ nâng thử thách này lên một mức nữa với bài chống đẩy trên tường bằng một tay. Động tác sau đây sẽ tác động lần lượt lên hai bên cơ thể và giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng của bạn. Chúng ta sẽ tập ngực, lưng, vai và cánh tay. Một lần nữa, hãy bắt đầu từ chỗ gần tường để thoải mái hơn. Đặt một lòng bàn tay lên tường, lòng bàn tay kia để sau lưng. Gập khuỷu tay để dựa vào tường. Đừng chuyển trọng lượng cơ thể về phía cánh tay và cũng đừng vặn người. Đây là một sai lầm phổ biến có thể khiến tư thế của bạn bị lệch. Hãy dựa vào tường như thể bạn dùng cả hai tay để đỡ. Giữ người hướng thẳng về phía trước. Nếu động tác một tay quá khó, bạn có thể thử chống đẩy nghiêng một bên trên tường. Đặt cả hai tay lên tường giống động tác chống đẩy thông thường. Nhưng thay vì dùng phần giữa thì hãy chuyển trọng lượng cơ thể sang bên phải rồi sau đó sang bên trái. Lặp lại động tác này hơn 15 lần liên tiếp rồi nâng lên cấp độ tiếp theo, chống đẩy dùng đầu gối. Chúng ta sẽ tập trung vào cơ ngực nhưng động tác này cũng tác động đến cơ bụng và vai đấy. Đặt đầu gối lên sàn, bạn có thể để hai bàn chân gần nhau hoặc bắt chéo ở chỗ mắt cá chân. Nhớ giữ thẳng lưng, gập khuỷu tay lại cho đến khi người bạn gần chạm sàn. Nhưng nếu bạn không thể, chỉ cần hạ người đến vị trí bạn cảm thấy thoải mái thôi là được. Bài tập này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Sau khi đã quen với cách luyện tập này rồi, thì bạn có thể bỏ nó ra khỏi bài tập dùng trọng lượng cơ thể và thêm vào trong bài tập khởi động. Bài này sẽ giúp cơ bắp sẵn sàng để tập thể lực. Đừng cố gắng quá sức, khi cảm thấy dễ hơn, hãy tăng số lần thực hiện động tác lên. Chỉ cần thực hiện động tác này trong 1 phút là bạn có thể đốt cháy đến 8 calo rồi đấy. Cũng tốt đó chứ. Sau khi bạn có thể thực hiện hơn 20 lần liên tiếp, đó là lúc đèn xanh bật lên để bạn đi đến một mức cao hơn với bài chống đẩy hướng lên. Vì bạn sẽ hướng lên nên bạn cần phải siết chặt cơ bụng và bảo vệ lưng. Bài tập này lấy áp lực từ cả cánh tay và vai chuyển sang ngực. Tìm một món đồ nội thất chắc chắn và bắt đầu bằng tư thế plank thẳng tay trong khi bàn tay đặt lên đồ vật đó. Cơ thể bạn phải tạo thành đường thẳng, đầu, hông và bàn chân phải thẳng hàng. Gập cánh tay và hạ thấp ngực về phía đồ vật. Đừng hạ người quá thấp, bạn sẽ khiến lưng bị cong đấy. Khi bạn khỏe hơn, hãy tăng số lần lên 15 hoặc 20. Nếu bạn muốn thêm các bài tập dùng trọng lượng cơ thể và quy trình tập luyện,
bạn có thể thử phiên bản dễ hơn của bài tập này với đầu gối. Nhưng nếu bạn muốn tăng thêm độ khó, hãy di chuyển tay vào phía trong để giảm tính hỗ trợ. Hãy nhớ rằng tay càng gần thì cơ tam đầu càng hoạt động nhiều. Khi bạn có thể thực hiện hơn 15 lần liên tiếp, chúng ta sẽ chuyển sang chống đẩy cơ bản. Động tác này làm săn chắc vai, ngực, cơ bụng, lưng và thậm chí cả cơ mông, nhưng chỉ khi bạn làm đúng. Vậy nên hãy tránh những sai lầm sâu của người mới bắt đầu nhé. Không xòe khuỷu tay sang hai bên. Nếu bạn thấy mình đang làm vậy, hãy nghĩ rằng bạn đang xô nhẹ ai đó. Bạn không nên nhấc khuỷu tay ra ngoài hoặc ép sát vào tai. Chúng nên ở gần người bạn. Chú ý đến tư thế của bạn, tránh rơi vào tư thế con sâu. Di chuyển cơ thể lên xuống, như thể bạn là một cái cột kim loại cứng. Bạn sẽ siết phần cơ và mông để làm được điều đó. Đừng để mũi chạm đất. Ngực nên là bộ phận duy nhất làm như vậy. Đừng dang tay quá rộng và chắc chắn rằng tay không ở quá cao. Tay cần phải ở ngay dưới vai bạn khi bạn hạ người xuống mặt đất hoặc trước ngực nếu bạn đang thực hiện động tác khó hơn để nhắm vào cơ tam đầu. Vì chúng ta đang tập trung vào việc tăng cơ ngực và vai nên đừng chống đẩy quá nhanh. Hãy hạ người xuống rồi nâng lên từ từ. Để ý đến mọi chuyển động của cơ thể. Nếu bạn không thể hạ người xuống hết mức, hãy cố gắng nhất có thể và kiên nhẫn thật nhiều nha. Sau bất kỳ bài tập nào, việc quan trọng là phải giải phóng sức ép khỏi cơ thể bằng vài động tác giãn cơ. Bắt đầu bằng căng cơ bắp tay trên đầu. Không chỉ hạ nhiệt tốt mà động tác này còn tăng sự dẻo dai và giúp hết đau nhức. Giữ thẳng lưng, thả lỏng cổ và vai. Căng cơ bằng cách kéo khuỷu tay và mở rộng cơ tam đầu. Giữ trong 30 giây rồi đổi bên. Hãy chắc chắn rằng bạn không căng xa hơn mức mở rộng của cánh tay. Và kết thúc bằng căng cơ ngực tại cửa. Đứng ở ô cửa đang mở với một chân đặt phía trước. Đặt hai tay ngang lên khung cửa, sao cho khuỷu tay nằm dưới vai. Đưa ngực về phía trước và cảm nhận sự căng cơ. Đừng dùng lưng hoặc đầu để đẩy, hãy thả lỏng cổ. Thực hiện động tác này trong 30 giây, sau đó lặp lại nhưng với cánh tay cao hơn một chút trong 30 giây tiếp theo. Xoay vai giữa hai lần tập để cơ thể được thả lỏng. Sau khi bạn có thể thực hiện 20 lần động tác chống đẩy thông thường, hãy chuyển sang bài chống đẩy kiểu kim cương và một tay trên sàn. Sau đó, tiếp tục chống đẩy hướng xuống với chân đặt trên ghế. Đừng tập hàng ngày, nếu không kết quả là bạn sẽ có ngực to, cơ tam đầu và vai săn chắc, nhưng đôi chân lại cực kỳ nhỏ nhắn và gầy guộc đấy. 2-3 lần một tuần là đủ. Trong tuần đầu tiên, hãy kết hợp thêm bài tập cardio. Việc đốt cháy mỡ trước khi làm săn chắc cơ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất là rất quan trọng. Trước tiên, hãy làm động tác dễ như tôi đã chỉ cho bạn trước. Khi bạn đã quen, hãy tăng số lần thực hiện lên trước khi chuyển sang các bài tập nâng cao. Qua vài tuần, hãy thêm vào những bài tập dùng trọng lượng cơ thể và tập xen kẽ mỗi ngày. Ví dụ, ngày 1 tập trung vào ngực, ngày 2 vai và lưng, ngày 3 chân và cơ bụng. Bạn cần tập nhiều bài tập khác nhau, vì vậy hãy chia cơ thể thành nhiều phần, không phải theo nghĩa đen nha, và tập riêng từng nhóm cơ. Cuối cùng, đừng quên thực hiện các động tác giãn những cơ vừa tập để giải phóng sức ép nha. Này, chúc may mắn, hãy cho tôi biết kết quả trong phần bình luận nhé. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay, thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành với Soi Sáng nha!